Quý cô bác, anh chị kính mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp đầu năm mới Giáp Thìn 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Chúc Tết xuân sang khắp mọi nhà, mừng cho đất nước ta luôn thịnh giàu, năm cũ đi qua xin cầu chúc mới trọn tình xuân đẹp đậm đà, vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đẻ mãi thiên thu, như trên gia hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cực sốc, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, được bề trên ban cho lộc lớn, nổ lộc trúng số liên tiếp, gánh vàng nặng vai, tiền nhét chật két, giàu sang hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, có người đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, gặp khó khăn lại hóa ra chuyện đáng mừng, hoặc thậm chí rất nhiều người gặp tai nạn thì cũng chỉ mình họ được sống sót. Và chúng ta thường thốt lên rằng, quả là những người may mắn, và may mắn đó có phải từ trên trời rơi xuống? Tại sao chỉ có số ít người có được, còn hầu hết là không? Quả thật có hạnh phúc, có gặp may hay không, là do tự mình tạo ra. Có người có ít, có người có nhiều, không thể hoán đổi, không thể cho đi, có muốn sang ăn trộm cũng không được. Thế mới thấy, phải không ngừng nỗ lực thì mới có được may mắn, mới thay đổi được cuộc sống. Nhưng điều đó thì cần cả một quyết tâm vô cùng lớn lao để vượt qua hoàn cảnh thực tại. Nhắc đến đây, mới chợt nhớ ra về lá số tử vi năm 2024 mới nhất được hé lộ rằng, đúng 4 tháng đầu năm quan trọng của năm 2024, trời xanh sẽ đặc biệt yêu ái và ban lộc cho con giáp sinh năm 1977, tuổi Đinh Tị. Bản mệnh sẽ có cơ may đảo chiều số phận, cuộc sống có thêm nhiều điều may mắn, tiền bạc rủng rỉnh, vận may ùn ùn kéo tới, giàu có bất ngờ, mọi sự việc đều rất hanh thông và thuận lợi. Vậy vận trình cụ thể về sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của tuổi Đinh Tị trong 4 tháng đầu năm 2024 này sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay nhé! Quý anh chị tuổi Đinh Tị thân mến, khi bước sang năm Giáp Thìn 2024 có ngũ hành thuộc hỏa, có mối quan hệ tương sinh với hành thổ của tuổi, điều này tương đối cắt lành đối với tuổi Đinh Tị. Sinh năm 1977, nếu xét về thiên can và địa chi, Đinh gặp Giáp thì bình hòa, Tị với Thìn cũng bình hòa với nhau, như vậy là rất tốt. Những điểm báo này báo hiệu một cuộc sống yên bình hanh thông. Trong năm 2024 đối với tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, để tận dụng tối đa vận khí thuận lợi, bản mệnh nên nỗ lực làm việc với tinh thần cầu tiến chăm chỉ, trung thực. Nhìn chung vận trình tử vi số mệnh của năm 2024 đối với tuổi Đinh Tị sẽ khá suôn sẻ, được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây là thời cơ chín muồi để bản mệnh lên kế hoạch thực hiện hóa những dự định quan trọng của bản thân. Họ là người sống ở hiện tại, nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Đinh Tị sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại học tích trữ dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tị sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu thì phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm ỷ lại vào bất kỳ ai. Người sinh năm Đinh Tị cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo hoa mỹ và có gu mắt thẩm mỹ tinh tế. Trước hung vận Đinh Tị rất dễ lung lay, họ rất ghét những chuyện ồn ào náo loạn hay xô bồ, luôn cố gắng giữ bản ngã của riêng mình. Đinh Tị có vận tốt, cân lượng khá nặng nên không sợ phải đói kém. Chính vì vậy có thể khẳng định một điều rằng, con giáp tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 này hoàn toàn có thể có cuộc sống như ý muốn khi bước tới bất kỳ giai đoạn nào đi chăng nữa, nếu luôn sống chân thành và tốt bụng. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2024, đặc biệt là giai đoạn 4 tháng đầu năm, anh chị tuổi Đinh Tị hãy lắng nghe thêm đôi lời nhắc mệnh sau đây để vận trình thêm phần hanh thông hơn quý vị nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Tị sẽ có con đường sự nghiệp tương đối bình ổn. Ở độ tuổi 48, công việc tuy không có những bước phát triển bứt phá, nhưng lại rất vững vàng, làm tới đâu chắc thắng tới đó. Đôi lúc công việc gặp trục trặc không như ý,
nhưng với bề dày kinh nghiệm, Đinh Tị có thể xử lý êm xuôi tốt đẹp. Năm 2024 này, mệnh chủ nên duy trì những thành quả cũ. Trước các quyết định thay đổi thì cần có sự tính toán thận trọng, không nên liều lĩnh. Trong công việc, một khi đã đặt ra mục tiêu kế hoạch cho mình, Đinh Tị sẽ kiên quyết thực hiện đến cùng. Chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không bỏ cuộc. Dù cho người khác có gièm pha đàm tiếu thì Đinh Tị vẫn kiên định giữ vững lập trường. Khi gặp phải khó khăn rắc rối, thái độ bình thản của họ dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Đinh Tị không hề lời nhác trốn tránh trách nhiệm, họ chỉ đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề, không lo sợ, cũng không lúng túng. Bản chất gan dạ của Đinh Tị khiến cho nhiều người phải nể phục. Con đường xây dựng sự nghiệp của tuổi Đinh Tị có khá nhiều vận may tài lộc. Mỗi khi khó khăn, người này đều có quý nhân giang tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối. Rất nhiều cơ hội tốt đang chờ đợi Đinh Tị ở phía trước. Tuy nhiên, nếu không biết nắm bắt, họ sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Các thách thức và cơ hội sẽ song hành trong quá trình phát triển sự nghiệp của Đinh Tị vào năm 2024. Một số người có thể gặp phải những nút thắt trong công việc và cần phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của các cát tinh Thiên Hỷ và Thiếu Dương sẽ mang đến cho bạn cơ hội được quý nhân dìu dắt, sớm vượt qua giai đoạn khúc chiết này. Áp lực về công việc là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó còn có cạnh tranh về chức vụ hoặc lợi ích cá nhân trong tập thể. Bản mệnh cũng nên có sự đề phòng cần thiết. Hãy chú ý đến mối quan hệ tại nơi làm việc và cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì bầu không khí làm việc lành mạnh. Đặc biệt, năm 2024 là thời kỳ vàng để phát triển sự nghiệp, nên chú ý nắm bắt được cơ hội và thể hiện bản thân thật tốt thì rất có thể sẽ tiến lên một bước tầm cao mới. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được có khả quan, nhưng bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn. Quá tự mãn và khoe khoang về địa vị cao có thể khơi dậy sự ganh ghét của tiểu nhân, dẫn đến việc ngã từ trên cao xuống, không tốt cho sự phát triển sau này. Vì vậy, tuổi Đinh Tị phải luôn duy trì phong cách làm việc khiêm tốn, tuân thủ nguyên tắc, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Bên cạnh những thuận lợi đó, không thể không nhắc tới những tác động từ hung tinh thiên không, khiến cho tâm tính thất thường, suy nghĩ bế tắc, tự mình làm khó mình. Những biến cố nhỏ khiến cho vận mệnh của bản thân thêm thăng trầm. Vì vậy, tuổi Đinh Tị vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân, chăm chỉ từng bước một, chỉ có như vậy mới dễ dàng gặt hái được thành công. Đối với doanh nhân, công việc kinh doanh năm nay tương đối ổn định. Tuy nhiên, các bạn cần chú ý đến các chi tiết khi ký kết hợp đồng văn bản, để không bị người khác gài bẫy dẫn đến tranh chấp về sau. Để công việc làm ăn thêm thuận lợi, thường ngày bạn nên tích cực xây dựng danh tiếng, vun vén các mối quan hệ hợp tác hiện tại, nhưng cũng không quên chăm sóc tới các mối quan hệ cũ, dù có thách thức hay sóng gió ập đến. Chỉ cần tuổi Đinh Tị kiềm chế được cảm xúc, sự bình tĩnh trước những thử thách trong cuộc sống và nỗ lực tìm kiếm những cơ hội tốt để phát triển, thì vẫn sẽ nhìn ra hướng đi cho riêng mình. Có lẽ thói quen chi tiêu hoang phí xa xỉ của bạn nên thay đổi, nếu không muốn gặp phải cảnh túng thiếu phải đi vay mượn. Thay vì đầu tư tiền bạc với những món đồ xa xỉ, bạn hãy học cách tiết kiệm cho tương lai của mình, có thể là đầu tư kinh doanh, bất động sản. Thứ hai, về tình hình tài chính. Vận khí tài lộc của tuổi Đinh Tị khá thịnh vượng trong năm 2024 này. Mệnh chủ may mắn có được nhiều cơ hội để tích lũy thêm nhiều tài sản nguồn tiền dồi dào. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được đầy đủ, ấm no. Nói về những thuận lợi, trước hết tuổi Đinh Tị có cơ hội đón thêm nguồn thu nhập. Những khoản thu nhập này có thể đến từ các khoản đầu tư, tiền lãi cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư. Bạn có thể sẽ được giúp đỡ hay được mách nước cho những thông tin quý giá. Tuy nhiên, do vận may của bạn khá yếu nên vẫn cần thận trọng hơn trong việc đầu tư, nhất là khi tham gia vào các lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Tuy nhiên, năm 2024 này, bạn được khuyên nên cố gắng không đặt mục tiêu quá lớn vào việc kinh doanh tay trái hoặc đầu tư, bởi vì ngay cả khi bạn bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc ở giai đoạn đầu, bạn vẫn sẽ gặp đôi chút khó khăn và khó có thể thu được lợi nhuận mong đợi ở giai đoạn sau. Thậm chí có người xui xẻo còn mất hết tiền gốc. Đây chắc chắn không phải là kết quả mà bạn muốn nhìn thấy. Đặc biệt, những người tuổi Đinh Tị thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính có thể bị tổn thất nghiêm trọng do đầu tư không đúng cách. Vì vậy, trong năm nay, bạn cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Thay vì hy vọng làm giàu sau một đêm hay mơ ước những điều viển vông xa vời, bạn nên trân trọng thành quả lao động của mình, phát triển thói quen tiêu dùng tốt, giảm thiểu những khoản chi tiêu không cần thiết để có thể tích lũy được nhiều của cải hơn. Ngoài ra, đừng mù quáng bước vào những lĩnh vực mới trong năm nay, vì điều này sẽ mang lại rủi ro lớn. Thậm chí bạn có thể rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo đã giăng sẵn. Nếu trong tay có nhiều tiền thì có thể gửi hết vào ngân hàng. Lãi suất tuy không cao, nhưng ít nhất cũng rất an toàn. Phương pháp này sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào, mà bạn có thể nhận được một khoản thu nhập nhất định mỗi tháng. Ở độ tuổi trung niên, Đinh Tị nên hạn chế tiêu xài hoang phí. Thay vào đó, hãy cố gắng để ra một khoản dành dụm, để tình hình tài chính luôn vững vàng,
Đinh Tị nên kiểm soát chi tiêu, hướng về sống tiết kiệm giản dị và thanh tịnh. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Phụ nữ tuổi Đinh Tị là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm nghĩa vụ của một người dâu hiền vợ đảm. Thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng hạnh phúc cho gia đình. Đàn ông tuổi Đinh Tị có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Chính vì vậy mà tuổi Đinh Tị sẽ có một cuộc sống gia đạo hạnh phúc, đầm ấm trong năm 2024, vốn là người ham công tiếc việc, mệnh chủ dễ đánh mất cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Nếu muốn giữ cho mái ấm luôn an vui, nên dành nhiều thời gian chăm sóc những người thân trong nhà. Vợ chồng cũng nên chú ý đến cảm xúc của nhau hơn và giao tiếp nhiều hơn để gia đạo êm ấm. Lưu ý đào hoa chiếu mạnh cũng có thể khiến cho tuổi này dù là hoa có trầu, nhưng sức hút trong mắt người khác giới vẫn rất mạnh mẽ. Bản thân bạn nên có sự tiết chế vừa phải, giữ khoảng cách trong các mối quan hệ để tránh gây ra những rắc rối không đáng. Tình cảm gia đình sẽ ngày càng thêm khăng khít sau những khoảnh khắc vui vẻ bên mâm cơm nhà hoặc trong các chuyến du lịch. Ngoài ra, việc chủ động quan tâm, sẻ chia cảm xúc qua lời trò chuyện thân mật cũng giúp gia đình tình thân đầm ấm. Tuổi Đinh Tị thường sống nội tâm hay che giấu cảm xúc thật của bản thân. Nếu muốn hóa giải những hiểu lầm không đáng có, để mọi người càng thêm thấu hiểu lẫn nhau, mệnh chủ nên biểu lộ tâm tình một cách rõ ràng hơn. Thứ tư, về tình hình sức khỏe. Bước sang độ tuổi 48, cơ thể sẽ gặp phải một số vấn đề về sức khỏe thường thấy ở độ tuổi trung niên trong năm 2024. Mệnh chủ nên phòng tránh bệnh tật bằng cách thăm khám sức khỏe định kỳ. Lời khuyên có được sức khỏe dồi dào, đó chính là sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học. Ngoài ra, các hoạt động thể thao vừa sức không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc, mà còn nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Sức khỏe nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh, thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày bạn nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng. Đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm y một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà bạn cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Có thể đến phòng gym theo hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, hoặc có thể tập yoga tại nhà, đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động đang được khuyến khích. Lưu ý sự xuất hiện của hung tinh kiếp sát, cảnh báo về những tổn thương tai nạn bất ngờ do chính sự bất cẩn của con giáp này gây ra. Đi lại làm việc đều cần chú ý vấn đề an toàn, kẻo có thể phải đụng chạm dao kéo. Đối với những người có tiền sử bệnh cũ thì càng cần phải cẩn thận hơn để không khiến cho tình trạng xấu đi do sơ suất, thậm chí phải dẫn đến phẫu thuật. Và tiếp theo, sau đây là dự đoán vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 để bản mệnh đoán định trước vận cát hung, từ đó có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 1 tuổi Đinh Tị âm lịch cho biết, tháng này vận trình tài lộc của con giáp tuổi Đinh Tị sẽ thêm phần hanh thông nhờ sự xuất hiện của sao Thiên Đức. Nhiều người bán được rất nhiều hàng, mang về doanh thu rất lớn nhờ biết chọn mặt hàng đúng dịp. Trong khi đó, những người làm công ăn lương có thể nhận được khoản tiền thưởng lì xì Tết đáng kể so với mọi người. Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Đinh Tị lúc này cũng đã trở nên hanh thông, thuận lợi hơn trước, không có gì phải lo lắng quá nhiều. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng, bản mệnh đã có thể được trao cho khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của con giáp này. Bản mệnh thể hiện là người có tầm nhìn tốt và cho thấy trách nhiệm của mình trong công việc. Bạn làm tốt những nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn, hiệu quả công việc được nâng lên rất nhiều. Chỉ có điều bạn có phần sẽ tự mãn, không phải ai cũng ưa thích hay yêu mến. Nhiều người tuổi Đinh Tị nên hành xử khiêm tốn và khéo léo hơn, nếu không muốn vướng vào thị phi. Nơi công sở, việc có những ý kiến bất đồng xảy ra là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng trong những lúc tranh luận, bạn nên lắng nghe thật kỹ rồi mới phản hồi. Vì thế hãy trò chuyện một cách văn minh và không nên ngắt lời khi họ đang bày tỏ quan điểm nhé. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Đinh Tị âm lịch, thực thần sẽ mang tới tin vui tài lộc cho bản mệnh. Có thể nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè đối tác mà kiếm được bộn tiền. Có thể bạn không có chủ đích, nhưng mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên, giúp bạn có thể tận dụng cơ hội tốt này để gia tăng thu nhập cho mình. Không ít người để dành ra một khoản tiết kiệm lớn và đầu tư cho tương lai. Có rất nhiều lời dụ dỗ hay hò xuất hiện khi bạn có nhiều tiền, nhưng hãy luôn nhớ nâng cao cảnh giác, cẩn thận kẻo bị mất tiền oan chỉ vì cả tin nhé. Ngoài ra, bạn có thể tán lộc cho mọi người như làm từ thiện một khoản vừa phải, hoặc bạn cũng có thể mời những người thân đi ăn tối trong tháng này. Cách cư xử hào phóng sẽ giúp cải thiện tài vận của mình đấy nhé. Nhiều buổi ăn uống tụ tập với người thân, bạn bè
khiến cho bạn ăn không đúng bữa. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới các vấn đề liên quan tới dạ dày. Thời gian này khi ăn uống, con giáp tuổi Đinh Tỵ nên lưu ý chọn đồ có ít tính axit hơn, nếu không bạn sẽ cảm thấy không khỏe do axit dạ dày quá nhiều. Sau bữa ăn khoảng 30 phút, bạn có thể đi bộ giúp tiêu hóa tốt hơn. Thời tiết hiện tại không hề tốt cho những ai đang có bệnh nền, do đó bản mệnh đừng nên chủ quan. Nếu có dấu hiệu ốm thì tìm cách chữa trị sớm, nhất là cảm lạnh, không đừng chủ quan đâu nhé. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 2 tuổi Đinh Tỵ âm lịch, tuổi Đinh Tỵ sẽ đón tháng mới với tinh thần đầy hào hứng, khi có rất nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón bạn phía trước. Bạn càng làm càng hăng say, cũng tạo ra năng suất chất lượng đáng nể. Về phương diện công danh của tuổi Đinh Tỵ, vận trình của bản mệnh hanh thông phơi phới, nhiều cơ hội để phát triển. Hầu hết các kế hoạch công việc đều đang tiến triển đều đặn theo đúng như dự tính ban đầu, thậm chí có nhiều lĩnh vực vượt cả mức mong đợi. Tháng, mệnh chủ được nguyệt lệnh đế vượng ủng hộ nhiệt tình, kết hợp với quý nhân tam hội, nên như hổ mọc thêm cánh, nâng cao vận khí giúp bạn liên tiếp gặp may trong công việc. Dù quá trình tiến hành vẫn có đôi chút vấp váp và trở lực, nhưng được quý nhân phù trợ, bản mệnh lại năng động và xông xáo, nên kết quả thu về khá lý tưởng. Ngay trong những công việc thường ngày, bạn cũng chủ động đưa ra các ý tưởng đề xuất mới thể hiện khả năng sáng tạo. Rất may là những ý tưởng đó đều được các thành viên đón nhận và đánh giá cao. Thêm nữa, tam hội cục còn giúp cho các mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi bạn luôn cùng giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết vướng mắc, tạo dựng hào cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Một vài hạng mục bị đình trệ hoặc chưa được xử lý kịp thời trước đó, nay đã được tuổi này giải quyết nhanh chóng đâu ra đấy, có thêm sự tín nhiệm của cấp trên, cũng như sự ủng hộ của cấp dưới, cơ hội thăng tiến càng thêm rộng mở. Tuy nhiên, trong tháng có dịch mã xuất hiện là điểm báo tất bật, thường phải di chuyển hay ngược xuôi lo cho công việc. Đó có thể là quá trình dịch chuyển về địa lý khoảng cách, nhưng cũng có thể là dịch chuyển về chức vụ. Nhìn chung những nỗ lực bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Một khi bản mệnh chủ động xông xáo trong công việc, kết quả cuối cùng đạt được sẽ vô cùng mỹ mãn. Cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, vận tài lộc của tuổi Đinh Tỵ có dấu hiệu tăng vọt trong tháng mới, vận khí đang phất mạnh. Việc kiếm tiền của những chú rắn cũng thêm phần thuận lợi. Hàng loạt cát tinh trở mệnh, con giáp này làm gì cũng có thể ra tiền. Cả nguồn thu chính và phụ đều có khởi sắc. Tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh trong chi tiêu, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tháng này cũng mở ra nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh buôn bán thuận lợi, bỏ túi không ít lợi nhuận. Lộc lá trời ban, nếu tuổi này mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái thì sẽ được đền đáp bằng tài lộc về túi. Nhìn thấy các cơ hội tốt, thời cơ đến, bản mệnh muốn tranh thủ đẩy mạnh đầu tư, điều đó hoàn toàn phù hợp ở thời điểm này. Nhân duyên khởi vượng nhờ tam hội cục cùng giúp, các kế hoạch hợp tác diễn ra suôn sẻ, bản mệnh liên tục ký kết được hợp đồng lớn, các thỏa thuận hợp tác làm ăn béo bở, đơn hàng tới tấp nập, không chỉ đem tới lợi nhuận cho doanh nghiệp mà bản thân cũng được hưởng khoản hoa hồng không nhỏ. Có lẽ tháng này dịch mã báo hiệu sự tất bật cũng là bởi bạn luôn bận rộn với các tham vọng làm giàu của mình, vất vả một chút nhưng gặt hái thanh quả rực rỡ như vậy cũng đáng lắm. Tuy nhiên, làm bất cứ việc gì cũng nên chỉnh chu và biết điểm dừng đúng lúc, đừng tham lam ôm đồm mà sôi hỏng bỏng không. Các chi phí phát sinh trong tháng cũng tương đối nhiều, vì vậy tuổi Đinh Tỵ chớ ỷ vào việc túi tiền rủng rỉnh mà tiêu pha lãng phí, vung tay quá chán thì tiền núi cũng cạn. Với các cặp đôi, những khúc mắc trục trặc trước đó sẽ lần lượt được tháo gỡ ổn thỏa, tình cảm sẽ càng thêm gắn kết mặn nồng, gia vận thì hòa thuận, xung đột giữa các thành viên trong gia đình giảm đi trông thấy, trả lại không khí yên vui. Các cặp đôi còn đón tin vui con cái về chung một nhà. Vận trình tháng 2 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sẽ có nguyệt lệnh lâm đế vượng, lại có cát khí từ tam hội nâng đỡ, dự báo sức khỏe của con giáp này khá tốt, không xuất hiện dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng nào, thể trạng của bạn rất dẻo dai, lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Nói như vậy không có nghĩa là bạn chủ quan khi xuất đâu nhé, nhất là khi thời tiết nhiều thay đổi, nên bạn cần chú ý tình trạng nóng trong, mụn nhọt. Với những hoạt động thể chất mạnh, tuổi Đinh Tỵ hoàn toàn có thể thử sức, bởi sức khỏe của bạn hiện tại cho phép điều đó. Tuy nhiên, làm gì cũng cần biết lượng sức, đừng tập tành quá sức mà khi phản tác dụng. Ngoài ra, cũng nên giữ vệ sinh nhà cửa để tránh bệnh tật do môi trường, uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm tính hàn để giảm bớt nóng trong. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 3 tuổi Đinh Tỵ âm lịch cho thấy bản mệnh nhận được thành quả từ những nỗ lực trước đó. Tuy nhiên, bạn có cảm giác như một chiếc xe hết xăng, cần vào trạm nghỉ để nạp thêm nhiên liệu.
Xem tử vi tháng 3 của 12 con giáp âm lịch, mọi việc xảy ra như thế nào bạn cũng không thực lòng quan tâm cho lắm. Sự nhàm chán là nguyên nhân chính khiến cho con giáp tuổi Đinh Tỵ thiếu động lực trong công việc trong tháng mới này. Mệnh có bệnh nên bạn càng không thích hoạt động, không thích nơi đông người, chỉ muốn được ở một mình. Điều này xảy ra hoàn toàn là dễ hiểu. Bạn chẳng phải là cái máy để làm việc không ngừng nghỉ. Thời gian trước bạn dồn quá nhiều tâm sức, nên giờ đây có cảm giác cạn kiệt năng lượng mà thôi. Do đó bạn nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì mức năng lượng vừa phải, trải dài các ngày trong tuần, không quên kết hợp việc thời gian nghỉ ngơi, tránh bị làm việc quá sức và gây ra tình trạng chán nản như hiện tại. Hơn nữa, chỉ có bạn tự tìm ra tình yêu công việc cho mình mà thôi, không thể nhờ tới những động lực bên ngoài mãi được. Hãy nhớ tiếp cận chúng một cách lạc quan và dùng trực giác của mình để làm nên sự khác biệt. Một ý tưởng tuyệt vời sẽ đến và mang lại tác động rất lớn tới tinh thần của bạn. Điểm sáng của tuổi Đinh Tỵ trong tháng này, đó chính là tình hình khởi sắc. Thậm chí bạn nhận được thành quả tốt từ việc làm ăn, đầu tư trước đây. Nhìn chung bản mệnh không gặp khó khăn về tiền bạc. Lục Bạc bay nhập cung chính Bắc, nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm bắt được cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, đừng dùng nó để xoa dịu những tổn thương về tinh thần của mình, vì sau đó bạn vừa hết tiền, vừa cảm thấy buồn bực hơn mà thôi. Thực ra thành quả bạn nhận được là nhờ những nỗ lực trong quá khứ, bạn đã rất vất vả, không quản ngại khó khăn để xây dựng nền móng về tiền bạc, chăm chỉ kinh doanh để lúc này nó mang về trái ngọt cho bạn. Chính điều này cũng làm bạn cần ngẫm nghĩ. Suy ngẫm, bạn nhận ra mình cũng đã làm được nhiều việc hay ho. Điều đó động viên cho tuổi Đinh Tỵ rất nhiều, để bản mệnh lấy lại được tinh thần, sự hứng thú trong công việc, giải tỏa được cảm giác chán nản trong tâm trí. Nguyên lệnh bệnh chủ về bệnh tật, nên có thể thấy sức khỏe của tuổi Tỵ tháng này không được tốt. Bạn cần phải dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu có bệnh cũng không nặng lắm. Dù vậy, bản mệnh không nên chủ quan, nên tập trung chữa bệnh cho dứt điểm, không để tình trạng này kéo dài. Vẻ mặt, tướng mạo, sắc diện, da rẻ không hồng hào, bị xanh xao vàng vọt. Đây là thời điểm tuyệt vời để bản mệnh đi nghỉ, hoặc tranh thủ dành thời gian xả hơi một chút. Nếu cần hãy đi spa, du lịch ngắn ngày để nạp lại năng lượng, tìm lại sự cân bằng. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn hơn, thì bạn sẽ có ý thức rõ ràng trước những gì mình cần phải thực hiện trong những ngày sắp tới. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 4 tuổi Đinh Tỵ âm lịch, bản mệnh đã biết chủ động giải tỏa được những căng thẳng trong cuộc sống, nên không có gì phải lo nghĩ nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn, cũng giúp cho bạn trở nên hài hòa, nhã nhặn hơn trong cách giao tiếp với mọi người. Thực thần sẽ mang tới nhiều niềm vui trong cuộc sống của người tuổi Đinh Tỵ. Nhờ đó mà bạn trở nên lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều. Bạn cũng rất cởi mở trong việc gặp gỡ, giao lưu và nhiệt tình trong việc hỗ trợ giúp đỡ người khác. Tháng này Thái Dương cát tinh ghé thăm, phụ trợ cho công việc của con giáp tuổi Đinh Tỵ có cơ hội được phát triển mạnh mẽ. Nếu ai biết chớp lấy thời cơ tốt này, thì việc thăng chức, tăng lương, nhận thưởng là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dường như những khó khăn không thể trở thành vật cản của con giáp tuổi này. Khi bạn luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu được rủi ro tổn thất cho mọi người, bản mệnh tìm thấy được sự thoải mái vui vẻ ở nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi. Có thể thấy rằng, niềm vui của con giáp tuổi Đinh Tỵ trong tháng này còn đến từ việc sự nghiệp có những thành công, giúp bạn được ghi nhận và khiến cho bạn trở nên tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, có những người thực sự tài năng, khi có chút thử thách là lúc họ thể hiện được khả năng duy trì vị trí đứng đầu. Khi xử lý các vấn đề liên quan đến công việc, đồng nghiệp và cấp trên không ngại trao cho bạn những lời khen ngợi nếu bạn cảm thấy rất hài lòng. Phần lớn thời gian sự chú ý của bạn có thể bị lấn át bởi các vấn đề cá nhân, cần giữ thái độ giao tiếp tích cực hợp lý với những người xung quanh để tránh sự xáo trộn trong các mối quan hệ. Theo tử vi tháng của 12 con giáp âm lịch, tình hình tài chính của con giáp tuổi Đinh Tỵ lúc này khá ổn định, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Thế nhưng nếu muốn lên kế hoạch cho cuộc sống giàu có sung túc hơn thì bạn phải làm khác đi. Bạn chẳng có được kết quả mới với cách làm cũ đâu. Liên quan đến chi phí và lợi nhuận, bạn có thể nhận được những kết quả khác nhau. Tùy thuộc vào khả năng tính toán suy nghĩ một cách khôn ngoan, chỉ nhờ thế bạn mới có thể có được nguồn thu nhập tốt và có một cuộc sống ổn định. Thái độ thờ ơ với những cơ hội đầu tư của mọi người đang nói đến không hẳn là điều tốt. Có thể vì bạn muốn an toàn sợ bị lừa nên cố gắng tránh xa. Thế nhưng thái độ đúng ở đây là bạn cũng nên tìm hiểu. Hãy dành thời gian để khai thác thông tin về chúng, vì đó là cách để bạn gia tăng lượng kiến thức về tài chính cho mình. Ngược lại với những ai bao lâu nay liều lĩnh đầu tư, thì nên chậm lại tiến trình của mình. Bạn cần phải tìm hiểu mình đang làm gì trước khi bỏ tiền,
Vì thực ra việc đầu tư chưa bao giờ là việc dễ dàng cả. Ngoài ra, mối quan hệ của bản mệnh với mọi người lúc này cũng khá tốt đẹp khi các thành viên trong gia đình có thể sát cánh bên nhau. Những thời điểm mà bạn gặp căng thẳng khó khăn giúp bạn xử lý các vấn đề còn đang dang dở, nhờ đó mà những lo lắng của bạn sẽ giảm đi phần nào. Xem tử vi tháng của 12 con giáp còn cho biết, bước sang tháng này tuổi Đinh Tỵ cần đặc biệt chú ý đến yếu tố về sức khỏe, bởi tình hình có vẻ gây bất lợi cho bạn, nhất là những ai đang có bệnh nền thường xuyên phải dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi là vấn đề thực sự khó khăn đối với bạn lúc này. Nguyệt lệnh ở cung bệnh chỉ sự đau yếu bệnh tật, cho thấy bản mệnh đang cảm thấy buồn rầu vì bệnh tật. Bạn cần suy nghĩ lạc quan lên thì mới tìm ra được cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Có thể vì quá chăm chỉ làm việc mà bạn quên đi việc chăm sóc bản thân. Thiếu bồi dưỡng thông thường thể hiện bằng sự dễ nhiễm lạnh, sổ mũi nhức đầu. Một khi mệt mỏi thì bạn càng khó ăn ngon, ngủ cũng không thể nào yên. Do đó bạn cần ăn uống theo chế độ phù hợp để giữ gìn vóc dáng và thể lực được tốt nhất. Đã đến lúc bản mệnh ưu tiên việc bồi dưỡng cho sức khỏe để cải thiện cuộc sống. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hóa giải vận hạn cho bản mệnh như sau. Tổng quan vận trình năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ sẽ kém hơn đôi chút so với tử vi năm 2023. Tuy nhiên vận khí đang trên đà ổn định, khả năng cao đây sẽ là năm dấu ấn quan trọng hay bước ngoặt lớn nào đó cho đương số. Dù thế nào đi nữa, cục diện tử vi ở mức bình hòa, hung cát đan xen, Đinh Tỵ cần nhớ hành sự linh hoạt và không ngừng sáng tạo, thậm chí sẵn sàng bỏ đi cái cũ để xây mới chứ không bảo thủ mà giữ lấy. Làm được điều này, cát khí lấn át hung khí, hứa hẹn một năm nhiều cát lành rất đáng để chờ đợi. Dưới đây là cách hạn chế hay hóa giải vận xấu cho tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. 1. Hành sự thận trọng, chăm chỉ hết mình. Trong năm vận khí bán hung bán cát, có cơ hội tốt đến nhưng cũng có nguy cơ rình rập, đòi hỏi tuổi Đinh Tỵ phải hành sự thận trọng, tránh lối làm việc chủ quan coi mình là nhất, kẻo sẽ phải đối mặt với hàng loạt rắc rối ngay sau đó. Đương số cần nhớ, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Bình thản đón nhận mọi thứ, kỳ tích sẽ xuất hiện. Sông có khúc, người có lúc, vận khí trong năm giáp thì lúc thăng, lúc giáng do hung cát đan xen. Nhưng đừng vì thế mà đương số phải trốn tránh hay cảm thấy phiền lòng. Ngược lại, hãy bình thản đón nhận mọi thứ theo đúng cách nó diễn ra. Gặp sự cố thì tìm cách khắc phục, thấy việc bất lợi thì tìm lối đi mới. Hoặc nhờ cậy sự giúp đỡ từ người khác, đón tin vui thì san sẻ cho người khác. Đây chính là cơ hội tốt để cho người tuổi Đinh Tỵ nhìn lại chính mình, khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh, làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần. Biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, cho tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xuôi khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. Thưa quý anh chị, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng thế. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn chung, thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn anh chị cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, anh chị tuổi Đinh Tỵ nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm hanh thông thuận lợi? Tuổi Tỵ và tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, nếu như có chung chí hướng mục tiêu phấn đấu, hai tuổi này có thể trở thành đối tác kinh doanh cùng nhau phát triển. Tuổi Tý thông minh nhanh nhẹn, còn tuổi Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Cặp đôi Tỵ và Sửu có rất nhiều điểm chung. Đây là nền tảng để bắt đầu cho một mối quan hệ vững chắc lâu dài. Trên phương diện công việc, Sửu và Tỵ có cùng chung lý tưởng mục tiêu phấn đấu. Vì vậy họ không ngừng thúc giục nhau cùng phát triển để đạt được thành công. Tỵ thông minh sắc sảo, còn Sửu thì chăm chỉ cẩn thận. Đây là sự kết hợp khá hoàn hảo. Tuổi Tỵ và tuổi Dần. Cặp đôi này rất khó có thể hòa hợp nếu hai bên đều không chịu nhường nhịn lắng nghe nhau. Dần thích cuộc sống thoải mái tự do. Vì thế sự đa nghi của Tỵ khiến cho họ vô cùng khó chịu. Nhìn ở một góc độ khác, nếu như ở phương diện làm ăn, Tỵ và Dần sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Dần thông minh nhanh trí, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn chính xác.
giúp cho Tỵ vượt qua khó khăn. Ngược lại, Tỵ sẽ mang lại sự may mắn tài lộc đến cho công việc làm ăn của tuổi Dần. Tuổi Tỵ và tuổi Mão. Tỵ và Mão sẽ có những sự khác biệt về sở thích và tính cách, nhưng họ sẽ dễ trở nên hòa hợp nếu như cả hai bên đều biết nhường nhịn chia sẻ với nhau. Mão khá nhạy cảm yếu đuối, vì vậy cần có Tỵ che chở bảo vệ. Đây cũng sẽ là sự kết hợp khá hoàn hảo nếu như Tỵ và Mão trở thành đối tác làm ăn của nhau. Mão cần cù chăm chỉ, sẵn sàng làm theo những mệnh lệnh của Tỵ. Giữa họ không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, bởi nếu một bên nóng nảy, sẽ có một bên nhường nhịn. Tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Tỵ và Thìn sẽ cảm nhận được sự thu hút lẫn nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Mối quan hệ của họ sẽ nhanh chóng phát triển trở nên thân thiết gắn bó hơn. Tỵ sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo tổ chức nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau. Trong khi đó, Thìn sẽ hết mực ủng hộ, nghe theo những lời khuyên và mệnh lệnh của Tỵ. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả khá cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Tỵ và tuổi Tỵ. Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề một cách nhanh chóng, chính xác, sẽ luôn đề xuất biện pháp giải quyết hữu ích. Không có gì tuyệt vời hơn khi hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau. Điều quan trọng là giữa họ sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn xung đột. Tỵ và Ngọ. Cặp đôi Tỵ và Ngọ khó có thể hợp tác làm ăn lâu dài với nhau. Ngọ là người yêu thích sự tự do mới mẻ, làm việc theo cảm hứng. Còn Tỵ cho rằng đó là sự vô trách nhiệm. Mối quan hệ này chẳng mấy chốc tan vỡ bởi những mâu thuẫn liên tục xảy ra. Tuổi Tỵ và tuổi Mùi. Tỵ thích lãnh đạo người khác và Mùi cũng như vậy. Sự kết hợp của hai tuổi này trong kinh doanh khó có thể đạt hiệu quả cao. Dù họ có chung mục tiêu phấn đấu, nhưng những mâu thuẫn bất đồng thường xuyên xảy ra, khiến cho mối quan hệ của Tỵ và Mùi dễ tan vỡ. Tuổi Tỵ và tuổi Thân. Tỵ rất chăm chú vào kế hoạch làm ăn, nhưng dường như tuổi Thân lại có thái độ khá thờ ơ. Điều này xuất phát từ những quan điểm trái ngược nhau. Tỵ có sự ảnh hưởng lớn của tiền bạc, vật chất và địa vị, còn Thân thì yêu thích cuộc sống an nhàn bình yên. Nếu như không biết điều chỉnh mối quan hệ giữa Tỵ và Thân sẽ rất khó hòa hợp trên phương diện làm ăn. Tỵ và Dậu. Sự kết hợp của Tỵ và Dậu sẽ đạt được hiệu quả và thành công cao. Họ ăn khớp với nhau trong từng suy nghĩ, hành động và kế hoạch phát triển. Nền tảng của mối quan hệ vững chắc này là đồng cảm, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, những mâu thuẫn xung đột dường như sẽ không bao giờ xảy ra. Tuổi Tỵ và tuổi Tuất. Tuất và Tỵ là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại có trái tim chung nhịp đập. Tỵ sẽ mang lại nhiều may mắn thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Tuất. Bởi vậy, sự hợp tác này là rất cần thiết. Hơn nữa, Tuất thông minh và cẩn thận, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn chính xác nhất để Tỵ có thể giải quyết được những khó khăn. Tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Hai con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu cùng hợp tác làm ăn với nhau. Tỵ nhiệt tình với vai trò của người lãnh đạo tổ chức công việc, còn Hợi sẽ luôn chấp hành nghe theo những mệnh lệnh đúng đắn. Mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Quý vị thân mến, có câu nói rằng chúng ta ngày qua ngày đang viết ra vận mệnh của chính mình, bởi vì hành vi của chúng ta sẽ không chút nhân nhượng mà quyết định vận mệnh của chúng ta. Tôi tin tưởng đây chính là quy luật và logic cao nhất của đời người. Vận mệnh cuộc đời tưởng chừng như khó đoán, thực ra lại có những quy luật về tuân theo. Những người thực sự sáng suốt đều hiểu ra rằng luôn chỉ có một cách duy nhất để thay đổi vận mệnh của mình, đó là thay đổi chính mình mà thôi. Hãy là người có tầm nhìn xa, tầm nhìn sẽ quyết định vận mệnh của một người. Con ếch ngồi trong giếng nhìn trời thì chỉ thấy được một vùng nhỏ, nhưng con đại bàng bay trên trời có thể nhìn thấy toàn cảnh núi sông đất liền. Tầm nhìn khác nhau thì lối sống cũng sẽ khác nhau. Chỉ có tầm nhìn rộng mới có thể đạt được những thành tựu to lớn. Chỉ bằng cách mở rộng tầm nhìn và tiến những bước xa hơn, bạn mới có thể có tương lai tươi sáng. Hãy bớt phụ thuộc và độc lập hơn. Trên đời này không có thứ gì là vĩnh viễn. Người duy nhất bạn có thể thực sự dựa vào chính là bạn. Chỉ khi bạn tự lập về vật chất thì bạn mới có niềm tin vào cuộc sống. Chỉ khi bạn độc lập về tinh thần thì bạn mới tìm ra lối thoát cho cuộc sống. Đời người thực ra là một quá trình trải nghiệm, tự mình đi và tự mình chống đỡ. Bạn có thể bị bắt nạt, nhưng bạn không bao giờ có thể bị đánh bại. Bạn có thể bị coi thường, nhưng bạn không bao giờ có thể phủ nhận chính mình. Nhiều khi càng khó khăn càng phải dựa vào chính mình để vượt qua. Bạn phải tự mình gánh chịu những khó khăn, phải gánh chịu sự mệt mỏi một mình. Sau khi trải qua tất cả những đau khổ đó, điều chờ đợi bạn sẽ là một cuộc tái sinh đầy ý nghĩa. Phàn nàn ít hơn và thay đổi nhiều hơn. Trong thế giới của người trưởng thành, không ai có thể thoát khỏi những khó khăn. Than phiền một cách mù quáng sẽ không làm bạn bớt lo lắng, nhưng không thể cải thiện được tình hình hiện tại của bạn. Ngược lại, hoàn cảnh của bạn sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn khi bạn liên tục phàn nàn, và kết quả là tinh thần chiến đấu của bạn sẽ bị phai nhạt đi.
Thay vì phàn nàn về bóng tối, hãy tiến về phía trước với ngọn đèn lồng. Hãy biến mọi năng lượng tiêu cực thành động lực và thoát ra những tình huống khó khăn. Nếu than phiền vì lo lắng quá nhiều thì hạnh phúc sẽ ở rất xa. Thay vì phàn nàn, hãy suy nghĩ từ nội tâm mình để tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Ít cảm xúc và kiềm chế hơn. Dù ở trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng không nên làm nô lệ cho cảm xúc của chính mình và không nên thực hiện mọi hành động do cảm xúc của chính mình kiểm soát, bởi vì mất bình tĩnh sẽ không giải quyết được vấn đề mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Không ai sinh ra đã có đủ khả năng để kiểm soát cảm xúc. Những người thực sự trưởng thành đều biết cách ngăn mình rơi vào tâm trạng tồi tệ. Có câu nói rằng, khi tức giận lý do sẽ không rõ ràng, lời nói và việc làm dễ vượt qua giới hạn, không phù hợp với người khác và chính mình. Cuộc sống không bao giờ thuận buồm xuôi gió. Vì chúng ta không thể thay đổi kết quả của mọi việc, nên chúng ta nên học cách điều chỉnh tâm lý và kiểm soát cảm xúc của chính mình. Khi cảm xúc ổn định, bạn có thể bình tĩnh và giải quyết vấn đề và kiểm soát cuộc sống của mình. Ít chỉ hoãn hơn và hành động nhiều hơn. Nhà văn Lý Thượng Long đã nói, sau khi bạn đã hiểu cơ bản về việc gì đó thì hãy làm nó. Đừng chờ đợi cái gọi là thời điểm hoàn hảo, bởi vì bạn sẽ không bao giờ chờ đợi một cơ hội như vậy. Suy nghĩ là vấn đề, hành động là lối thoát. Chỉ hoãn sẽ chỉ lãng phí thời gian và thậm chí bỏ lỡ cơ hội. Franklin nói, nếu có việc gì cần phải làm vào ngày mai, thì tốt nhất nên làm ngay từ bây giờ. Nhiều khi dù hiệu quả có tốt hay không, dù kết quả có ra sao, một khi đã có cảm hứng và mục tiêu, thì bạn phải hành động ngay lập tức. Bằng cách này bạn có thể sống một cuộc sống tốt hơn, với ít lo lắng hơn, ít vướng mắc hơn và ít suy nghĩ ngẫu hứng hơn. Hãy bớt tự ti và tự tin hơn. Ando đã nói trong cuốn Sự Tự Ti và Siêu Việt, mỗi người trong chúng ta đều có những mức độ mặc cảm khác nhau. Bởi vì tất cả chúng ta đều muốn làm cho bản thân tốt hơn và sống một cuộc sống tốt hơn. Ai cũng mong muốn thoát khỏi mặc cảm tự ti và sống tự tin. Nhưng nhiều khi mục đích xóa bỏ mặc cảm là đúng, nhưng chỉ là họ chọn sai phương pháp mà thôi. Đường đời đầy chông gai, bạn phải luôn học cách chấp nhận và hoàn thiện bản thân mình. Bằng cách này, bạn có thể hoàn toàn tự tin để quản lý những ngày tháng tương lai một cách xuất sắc. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.